hơn 1 tỷ 7 cho một ngôi nhà 3 tầng sổ đỏ chuẩn chỉnh dọn đồ về ở ngay. Ngọc Anh xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Một dự án siêu mới ở bên Nhà Tốt, 5 căn nhưng mà chưa quay, đã bán 4 căn và chỉ còn duy nhất một căn này thôi. Thưa quý vị, với căn nhà hướng nhà là hướng Đông Bắc, diện tích 32 m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, với căn nhà này mặt tiền hơn 4 m, thiết kế công năng sử dụng rất là hợp lý. Ngõ thực tế trước nhà được khoảng hơn 2 m và cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 50 m. Cách với 50 m là bãi gửi xe ngày đêm thoải mái. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Với phần mặt tiền của ngôi nhà, cửa chính thiết kế cho quý vị là cửa sắt sơn tĩnh điện, và công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 của ngôi nhà này là tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Vị trí của ngôi nhà gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, cụ thể của nó thuộc Phương Bản, Phụng Châu, Chương Mỹ, gần ngay với trường Trung học cơ sở Phụng Châu, trường mầm non, bán kính nói chung phạm vi bán kính 500 m, là ra tất cả các trường, đi lại giao thông thuận tiện cho quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm ở Quốc Oai, quý vị đi làm ở Hà Đông. Và với cái căn nhà này thì hiện tại giá chào bán chủ nhà trang chào là hơn 1 tỷ 7. Sổ sách chuẩn chỉnh pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Kia là phần phòng khách của ngôi nhà, đây là phần phòng bếp. Với phần tầng 1 thiết kế toàn bộ công năng trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, lắp đặt đầy đủ. Rồi là phần màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền kích thước gạch 60 60 vân đá. Tủ bếp của ngôi nhà được hoàn thiện xong hết. Đấy, phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa, mặt bếp ốp đá granite. Nói chung theo đúng hiện trạng của ngôi nhà này, giá rẻ, dọn đồ về ở ngay, pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và như với cái căn nhà này, quý vị có thể vay tối đa được 950 triệu quý vị nhé. Sổ sách quan trọng là tất cả những căn Ngọc Ánh luôn quay và chia sẻ với quý vị là sổ sách pháp lý rõ ràng, sổ đỏ riêng biệt từng căn, điện nước riêng biệt từng căn, không có chung gì cả. Với những cái căn nhà này thì cũng không chung tường chung móng, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Nó là 5 lô đất và xây 5 căn nhà riêng biệt, 5 căn nhà khác nhau. Với cái căn nhà này pháp lý rõ ràng cho nên chưa quay mà đã bán 4 và chỉ còn một căn duy nhất Ngọc Ánh đang quay. Đấy, nhấn mạnh với quý vị còn một căn duy nhất Ngọc Ánh đang quay thôi. Đó. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ cho quý vị là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite, rồi ngăn cách giữa phần phòng khách với cầu thang chủ nhà lắp cho quý vị một vách CNC. Đó, một ngôi nhà 32 m² nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Căn nhà này không có lỗi vấn đề gì về phong thủy cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Cách 50 m là ra bãi rửa xe ô tô ngày đêm. Mời quý vị theo Trần Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng ở phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau mọi người nha. Với phần phòng ngủ này thì có đầy đủ cửa sổ, ánh sáng, ống chờ, điều hòa, dây chờ lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng lắp đặt đầy đủ. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Này. Phần phòng ngủ ở phía bên ngoài rộng thoáng, cửa sổ mở thông thoáng này. Cái này là có cả gần như ban công đây, đón ánh nắng tự nhiên vào trong không gian phòng. Hướng nhà là hướng đông bắc, quý vị nào đang hợp hướng đông bắc thì có thể tham khảo ngôi nhà này, giá rẻ, pháp lý rõ ràng, đi lại thuận tiện cho những cái vị trí mà Ngọc Ánh vừa chia sẻ nhé. Gạch lát nền kích thước gạch 60 60 vân đá xong đầy đủ hết cho quý vị rồi. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2 đây. Phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ bồn cầu, quạt hút mùi cũng như là lavabo, sen tắm đầy đủ cho quý vị. Trong phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp gạch lên trên tới tận trần rất là sạch sẽ. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà, mời quý vị theo chân em lên khám phá tầng cuối cùng nhé. Và em đang đứng ở phần tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Trên phía tầng 3 này có một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo là thiết kế thêm một phòng nữa để làm phòng ngủ. Cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng của quý vị. Quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng ngủ, phòng làm việc, tùy công năng của mỗi một hộ gia đình. Còn đâu thì trên phía tầng 3 thiết kế một phòng vệ sinh này nữa. Đây, phòng vệ sinh ở tầng 3 đây. Đầy đủ đáp ứng sử dụng cho quý vị theo từng tầng.
Đấy, phòng vệ sinh thiết kế rất là sạch sẽ, màu sắc nhã nhặn. Phần còn lại sân phơi. Và đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Nhà bán theo hiện trạng, đúng như thế nào, quay như thế nào thì bán như thế vậy. Cho nên quý vị yên tâm. Đây, xung quanh, dân cư. Quý vị có thể nhìn thực tế luôn, không có đình, chùa, miếu, mạo gì cả. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.